Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là tin tức trong ngày 20 tháng 2 năm 2024. Trung Quốc hôm 18 tháng 2 đã điều tàu hải cảnh đi vào các lô dầu khí của Việt Nam ở vùng biển Bãi Tư Chính. Theo ghi nhận của Sea Light Project, một tổ chức chuyên theo dõi tình hình Biển Đông có trụ sở ở Hoa Kỳ. Động thái này diễn ra chỉ một tháng sau khi lực lượng hải cảnh của Trung Quốc điều tàu lớn nhất của họ với lượng giãn nước 12.000 tấn tiến vào vùng biển xung quanh bãi đá ngầm này. Dài 63 cây số và rộng 11 cây số, Bãi Tư Chính cách bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 160 hải lý, tức là nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Những động thái gần đây của Trung Quốc biến khu vực này trở thành tâm điểm của sự đối đầu giữa nước này với Việt Nam trên khu vực Biển Đông. Việt Nam là nước duy nhất có sự hiện diện ở khu vực bãi ngầm Tư Chính thông qua hệ thống 5 nhà giàn được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến năm 1995. Trong số đó, 3 nhà giàn vẫn được vận hành ở thời điểm hiện tại. Ngoài xây nhà giàn để khẳng định chủ quyền, Việt Nam cũng bắt đầu các hoạt động thăm dò dầu khí ở đây từ khá sớm, với việc dầu mỏ được tìm thấy lần đầu tiên ở Bãi Tư Chính vào năm 1994. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã liên tiếp tìm cách cản trở các hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí của Việt Nam ở khu vực này, khiến cho quốc gia Đông Nam Á phải hủy các hợp đồng thăm dò với các công ty nước ngoài và chịu thiệt hại về tài chính. Đơn cử như trong năm 2020, Việt Nam đã phải hủy các hợp đồng thăm dò với hai công ty nước ngoài là Repsol và Noble, dẫn đến việc hai công ty này đệ đơn kiện đòi bồi thường. Mục đích của Trung Quốc, theo các chuyên gia nghiên cứu tình hình Biển Đông, là ngăn không cho Việt Nam mở rộng phạm vi thăm dò và khai thác dầu khí ở khu vực Bãi Tư Chính, và cho đến nay, chiến lược này tỏ ra khá hiệu quả. Trao đổi với Đài Châu Tự Do, ông Ray Powell, giám đốc trung tâm Sea Light Guardian Knot for National Security Innovation của trường đại học Stanford, cho biết nhận định: Tôi cho rằng Trung Quốc đã khá thành công. Một phần là vì họ đã thành công trong việc ngăn cản các công ty thương mại hợp tác với phía Việt Nam, đơn cử như trường hợp công ty Repsol của Tây Ban Nha vài năm trước, bằng việc khiến cho các hoạt động thăm dò mới trở nên quá tốn kém và rủi ro. Trung Quốc đã thành công ngăn chặn Việt Nam mở rộng hoạt động. Từ trước đến nay, Việt Nam vẫn phụ thuộc vào các công ty nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, điển hình là các công ty của Nga. Liên doanh dầu khí Việt-Nga, Vietso Petro, cũng là công ty duy nhất đang thực hiện khai thác ở Bãi Tư Chính. Với việc quan hệ Nga-Trung Quốc trở nên khăng khít hơn kể từ khi Nga xâm lược Ukraine và hứng chịu các đòn cấm vận từ phương Tây, thì có lo ngại cho rằng Trung Quốc sẽ thuyết phục Nga từ bỏ hợp tác với Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của đài AFA, giáo sư Cal Thayer, chuyên gia nghiên cứu quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết đến cả Nga cũng sẽ khó có thể giúp Việt Nam. Trước khi Nga xâm lược Ukraine, tập đoàn dầu khí Gazprom là cổ đông lớn nhất của mỏ Natuna thuộc Indonesia. Họ muốn xây đường ống kết nối Natuna với Bãi Tư Chính, rồi dựng lên bờ ở Việt Nam để phát triển. Nhưng dự án đó đã bị hủy bỏ. Nếu tiến hành, thì dự án đó sẽ khiến Trung Quốc phản ứng, còn Nga thì quá yếu để kháng cự. Tôi cho rằng Nga sẽ phải nằm im thở khẽ để tránh khiêu khích Trung Quốc, bởi vì họ cần sự ủng hộ của Trung Quốc trong cuộc chiến với Ukraine, và đây sẽ là một dạng bình thường mới. Bằng việc ép các công ty nước ngoài từ bỏ hợp tác với Việt Nam, Trung Quốc hy vọng sẽ buộc Việt Nam phải hợp tác với chính Trung Quốc nếu muốn tiếp tục thăm dò và khai thác dầu khí ở Bãi Tư Chính và các khu vực khác trên Biển Đông. Và điều đó có nghĩa là công nhận các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực này. Hẳn nhiên đây là viễn cảnh rất khó chấp nhận đối với Việt Nam. Tuy nhiên, cái giá của việc từ chối hợp tác với Trung Quốc cũng không phải nhỏ, theo ông Ray Powell. Chúng ta có thể nhìn vào trường hợp của Philippines. Nước này gần đây không phát triển được bất cứ mỏ khí đốt mới nào ở khu vực Biển Đông. Trong bối cảnh các mỏ hiện tại đang dần cạn trữ lượng, thì Philippines sẽ phải đối diện với tình trạng an ninh năng lượng bị đe dọa. Do vậy, nước này đang ở trong thế khó trong việc ứng xử với Trung Quốc. Chi phí cơ hội là thứ mà Việt Nam đang phải gánh chịu trước chiến lược của Trung Quốc ở Bãi Tư Chính.
Trong kinh tế, tồn tại khái niệm chi phí cơ hội. Việt Nam không thể khai thác tài nguyên mà họ cần. Trong trường hợp này là nguồn cung năng lượng và khí đốt là một trong số đó, mà nguyên nhân chính là sức ép từ Trung Quốc. Mỹ và Philippines vừa tiến hành tuần tra trên không ở vùng Biển Đông vào ngày 19 tháng 2 vừa qua, chỉ khoảng một tuần sau khi hai nước tiến hành diễn tập chung ở vùng biển này. Trung Quốc tức giận, cáo buộc Manila đang khuấy động khu vực. Người phụ trách thông tin công chúng của quân đội Philippines, Sersis Trinidad, cho báo chí biết, cuộc tuần tra này nhằm nâng cao khả năng phối hợp hoạt động của hai lực lượng và nâng cao khả năng hoạt động của không quân trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc cho biết đã cho lực lượng hải quân và không quân tuyến đầu theo dõi chặt chẽ các cuộc tập trận vào ngày 19 tháng 2 vừa qua và các lực lượng này đã duy trì mức độ cảnh giác cao để bảo vệ hoàn toàn chủ quyền quốc gia. Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn diện tích vùng Biển Đông, nơi các nước khác trong khu vực cũng đòi chủ quyền bao gồm Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia và Brunei. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila trong năm qua đã xấu đi vào khi Philippines mở rộng mối quan hệ quốc phòng với đồng minh lâu năm của mình là Mỹ dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Đại diện quân đội Philippines cho biết, nước này hy vọng sẽ tiến hành thêm các hoạt động trên biển chung với đồng minh của mình và các đối tác có cùng chí hướng khác nhằm duy trì khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình. Ấn Độ vào ngày 17 tháng 2 quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số loại tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam. Báo Công Thương của Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, cơ quan điều tra của Bộ Thương mại, Tổng cục Phòng vệ Thương mại, DGTR, đang điều tra các vụ bán phá giá kính cường lực có hòa tiết và không tráng phủ được sản xuất hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam. Việc điều tra được thực hiện theo đơn đăng ký điều tra và áp dụng thuế chống bán phá giá thích hợp đối với hàng nhập khẩu được công ty trách nhiệm hữu hạn Borosil Renewables thay mặt cho ngành công nghiệp trong nước của Ấn Độ. Đơn vị nộp đơn đã đưa ra cơ sở bằng chứng ban đầu chứng minh việc bán phá giá và gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước, theo cơ quan điều tra Ấn Độ. Theo báo Công Thương, nếu việc bán phá giá được xác định đã gây thiệt hại vật chất cho người chơi trong nước, DGTR sẽ khuyến nghị áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu. Bộ Tài chính Ấn Độ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc áp thuế. Có đủ bằng chứng cho thấy sản phẩm đang bị các nhà xuất khẩu từ hai nước này bán phá giá tại thị trường nội địa Ấn Độ. Báo Công Thương dẫn tin từ phía Ấn Độ cho biết, đơn vị nộp đơn cho rằng khối lượng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng lên cả về mặt tuyệt đối cũng như tương đối, dẫn đến việc sử dụng năng lượng của ngành công nghiệp trong nước giảm sút. Cơ quan chức năng đã ấn định thời gian điều tra POI từ ngày 1 tháng 1, 2023 đến ngày 31 tháng 12, 2023. Cá rô phi Việt Nam từ ngày 14 tháng 2 sẽ không được nhập vào thị trường Brazil cho đến khi cơ quan chức năng nước này có kết luận rà soát rủi ro bệnh do virus TLV gây ra cho cá. Thông tấn xã Việt Nam loan tin ngày 20 tháng 2 dẫn thông báo của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam như vừa nêu. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường cho biết, vào ngày 14 tháng 2 vừa qua, nhận được công thư của Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil về quyết định dừng nhập khẩu cá rô phi cho đến khi có thông báo mới. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, tổng kim ngạch cá rô phi xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023 chỉ đạt hơn 6 triệu đô la, giảm 42% so với năm 2022. Trong năm 2023, châu Âu tiếp tục là thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá rô phi của Việt Nam, trong đó Hà Lan nhập gần một nửa. Tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi Việt Nam vào châu Âu năm 2023 là chừng 2 triệu đô la, giảm 34% so với năm 2022. Thị trường Mỹ vào năm 2023 nhập 1 triệu đô la cá rô phi Việt Nam, giảm 71% so với năm 2022. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tin tức của RFA Tiếng Việt.